Kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết trong tuần mới ở cả ba miền đều có nắng. Tại miền Bắc, mưa giảm, trong ngày có nắng nhẹ nên nền nhiệt ở đây đang có xu hướng tăng lên nhưng cũng không quá cao, chỉ trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Còn với miền Trung, cả tuần này khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận đều duy trì hình thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho đến 37 độ, có nơi thì trên 37 độ. Thời điểm nắng nóng nhất trong ngày sẽ từ 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, quý vị nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian này. Tương tự thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ sáng đến chiều trời nắng, về trưa và chiều sẽ cảm giác khá oi nóng, nhất là ở khu vực Nam Bộ có nơi 34-35 độ. Còn lại các nơi khác đều dao động trong khoảng từ 28 cho đến 33 độ. Quý vị cả ba miền cần lưu ý, về chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông thì nhiều khả năng sẽ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, khi thấy các hiện tượng trên, quý vị hãy nhanh chóng tìm chỗ trú an toàn, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây và tránh xa các vật dụng bằng kim loại. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực trung du và vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 80 đến 90%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Kết thúc bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị lên kế hoạch tốt hơn cho tuần mới. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!